Cindy xin kính chào cả nhà nha. Bây giờ Cindy lại trở lại với gia đình chúng ta với một cái đề tài tương đối là gây xôn xao cộng đồng mạng vào những ngày gần đây. Thì cũng như Cindy thưa cho mọi người là trong tuần vừa rồi Cindy rất là bận, cho nên là có rất là nhiều các em cũng như bạn ở tiệm thì có hỏi xin thì có cảm nghĩ gì về cái vụ lùm xùm giữa nghệ sĩ Hoài Linh và bà Phương Hằng, vợ của ông Dũng Lò Vôi. Thì thật ra mà nói á, không phải gì mới cái lùm xùm gần đây đâu mà xin thì mới được biết về cái thông tin của chị Hằng. Thật ra kêu chị Hằng là có lịch sự, chứ còn nếu mà qua tìm hiểu á, thì xin thì biết là bà Phương Hằng sinh năm 1970 và tuổi Tuất, thì nhỏ hơn thì mấy tuổi nè. Nhưng mà ở đây mình lịch sự mình kêu bằng chị nữa ha. Thì nói chung á là bạn của Cindy có rất là nhiều người thắc mắc ở Mỹ, thì thắc mắc là những cái nhân vật vợ của ông Dũng Lò Vôi là người như thế nào. Và Cindy ở Việt Nam lâu năm, Cindy có biết chị Hằng hay không. Thì nhân qua cái vụ lùm xùm này thì Cindy có cái cuộc nói chuyện gửi đến tất cả bạn bè của Cindy cũng như là bạn đồng nghiệp, mọi người xung quanh Cindy. Thì thật ra đó là Cindy biết chị Hằng á là cũng cách đây mấy năm qua cái lần mà chị Hằng đưa với anh Dũng đưa cái information lên trên trên cộng đồng mạng và tuyên bố rằng là để di chúc tài sản cho thằng con vua mới đẻ chưa được 1 tuổi. Thì lúc bấy giờ là cộng đồng mạng đã xôn xao về người phụ nữ này rồi. Thì ngoài cái chuyện mà người ta đưa lên cái chuyện là hai vợ chồng để lại khối tài sản quá lớn cho cái cậu bé nhỏ xíu á, thì có một chút cái đời tư của chị Hằng này là hồi đó sinh thì đã có đọc, là một người nói chung là cái tuổi thơ của chị Phương Hằng này á thì là lại không được gia đình yêu thương. Và chị Phương Hằng này cũng có nhiều lần đi vào chùa và quy y Tam Bảo, thì Phương Hằng cũng có kể với lại thầy cũng như là quý Phật tử là trong cuộc đời Phương Hằng là giàu có sang trọng, nhưng mà cái tuổi thơ thì lại không được gia đình yêu thương đó. Và khi lớn lên thì lập gia đình đó. Cái gốc ở đâu thì xin không biết, nhưng mà biết là lấy chồng ở Canada. Và chị Phương Hằng sau cái cuộc hôn nhân là ông chồng mất rồi, gia đình bên chồng có những cái đề luật ra mà chị Phương Hằng không có chịu, và cuối cùng là chị Phương Hằng nhận một cái số tiền giống như là cái tiền mà gọi là tiền thừa hưởng di sản từ chồng mà. Và về Việt Nam làm ăn, thì từ khi mà về Việt Nam làm ăn thì mới gặp được ông Dũng Lò Vôi. Và dĩ nhiên là mọi người nhìn vào cái sắc thái hai người thì mọi người biết là cái người nào đeo đuổi người nào, đúng không? Thì trong cái thời gian đeo đuổi của chị Phương Hằng này thì anh Dũng Lò Vôi cũng có nhiều lần làm thơ tả cảnh si mê người đẹp. Và xin thì đã biết Phương Hằng rất là lâu, là một người thích ca hát, có tài lãnh đạo, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một cái chút gọi là uy quyền, nhưng mà hơi hơi giống như là hơi hơi thích những cái người ở phía dưới á, đề cao mình. Cho nên những cái năm mà cách đây 5 6 năm thì xin thì coi chị thoáng qua rồi là coi như là không có coi nữa. Nhưng mà hôm nay thì để có một cái nhận định về tướng số á, thì xin thì lại nói chuyện lại với chị Hằng. Thật ra mà nói á, thì cái chuyện gần đây á, chị Hằng là một cái người phải nói chuyện rất là, xin thì có vào coi vài cái clip của chị Hằng, là một cái người rất là mạch lạc, một cái người rất là có một cái lối nói chuyện thu hút, và cũng là cái người cũng có cái trình độ hiểu biết. Nhưng tuy nhiên á, thì không biết là tại Cindy xui hay sao, cho nên là Cindy có vào xem vài cái clip thì chị trong cái lúc mà nóng giận chị chỉ bậy quá, cho nên là Cindy out ra và không có coi nữa. Thì bạn của Cindy á, thì hay hỏi Cindy chuyện này chuyện nọ lắm, tại vì Cindy cũng là cái người tò mò hay tìm hiểu, nên là bạn của Cindy có hỏi là Cindy có thích chị Hằng không. Thì Cindy nói là rất là thích, bởi vì vô mà nghe chị nói chuyện một cách mạch lạc logic, có bằng chứng cụ thể này nọ thì rất là thích. Nhưng mà chỉ có một cái điểm, một là khi mà nóng giận quá thì chị Hằng là người của công chúng mà bà chửi tùm lum tà la. Thì Cindy coi một hai clip và Cindy không coi nữa.
Thì sau đó mọi thứ mọi cái nó trở lên là lớn chuyện khi mà chị Phượng đã đưa ra những cái bằng chứng của ca sĩ Vy Oanh, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Hiếu Minh Đạt, rồi sau đó là một cái sự việc giật tít lên của cái nghệ sĩ Hoài Linh. Thì là mọi người biết rồi đó, một khi mà người ta có tiền thì người ta sẽ có quyền, và khi mà chị Phượng lên tiếng về chuyện ông Võ Hoàng Yên á, thì là Cindy đồng ý liền, bởi vì cách đây 6 năm bạn của Cindy làm chung với Cindy có hỏi về thầy Võ Hoàng Yên á, thì ngay lúc đó là Cindy nói liền. Cindy nói cái ông này rõ ràng là ông xạo. Cái chuyện mà câm điếc không có dễ gì đâu, câm điếc nó nguyên nhiều nguyên nhân lắm, nó do bẩm sinh, rồi nó do bị tai nạn lao động, do đủ thứ. Có thể ông này ông chữa được một vài cái trường hợp mà bị tai nạn lao động thế này nọ, chứ còn mà bẩm sinh thì không thể nào mà chữa được. Thì xin đi ngay từ đầu cách đây 5 6 năm là xin đi đã không có tâm phục khẩu phục ông Võ Hoàng Yên, và xin đi nói thật là xin đi cũng không bao giờ theo dõi ông đó trơn á. Tự nhiên xin đi có một cái linh tính là cái người đàn ông này nó sao xin đi không tin. Và khi mà chị Hằng thì chỉ đưa lên cái chuyện chị nói Võ Hoàng Yên lường gạt là xin đi tin liền, tin liền. Nhưng mà nói thẳng ra xin đi cũng không binh ông Yên, cũng không có binh chị Hằng, bởi vì họ giàu có họ cũng đâu có nuôi mình đâu. Thì mình nghe thì mình chỉ biết vậy thôi. Và một cái chị gần đây nhất là chị Hằng đã cho hacker, đã hack được những cái thông tin cá nhân của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, là Hồng Vân gì đó, mà cái chính là đã lấy được cái information của cái số tài khoản của Hoài Linh ở trong nhà băng, và biết chính xác rằng cái tiền đó là cái tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho đồng bào miền Trung khi mà bị bạo lực. Thì ở đây xin thì không có bàn được mấy cái chuyện đó. Người nào có tội thì người đó phải tự chịu. Hoặc là cái chuyện mà nhiều khi anh Linh á, anh lấy cái đó anh cũng không có ăn giọng đâu, nhưng mà thay vì anh công bố liền thì anh ẻm ỉm một thời gian sau anh lại đem anh giúp người nghèo. Nhưng mà thay vì công bố liền á, thì trong cái chuyện làm từ thiện, mặc dù người cho người ta không đề nghị phải kêu tên người ta ra, nhưng mà mình là cái người làm vấn đề công tác xã hội thì ai cho là mình phải có sổ sách đàng hoàng, và một khi mình giúp một cái gì đó mình phải công bố tên của người Mạnh Thường Quân. Thì ở đây á, xin đề nghị rằng anh Hoài Linh anh không có làm đúng thời điểm để anh công bố cái tên của người đóng góp, mà anh để một thời gian nữa là anh đóng góp cho một cái chương trình gì đó mang tính nhân văn từ thiện, thì ảnh lại lấy cái danh nghĩa là Hoài Linh đóng góp, thì cái tên tuổi ảnh nó lại càng nổi lên nữa. Thì xin đề nghị theo cá nhân xin đề thôi nha, chứ xin đề không dám quả quyết bởi vì chính người là mười ý, nhưng mà theo cái cá nhân của Cindy đó là Cindy nghĩ là anh Linh này không có nuốt cái tiền ở đâu, nhưng mà giống như một hình thức được có tiền để mà đánh bóng tên tuổi mình hơn. Thì đó là cái chuyện của anh Linh và chị Phương Hằng, Cindy không có bàn vô nhiều. Nhưng mà ở đây Cindy muốn nói về cái chuyện mà Cindy có ít nhiều nên cái tâm linh đó và cái giác quan thứ sáu, tự nhiên giống như là Cindy nhìn một người nào đó, mặc dù là Cindy không có biết người đó trước, nhưng mà tự nhiên cái tướng sang hèn hoặc là cái tướng thiện ác á, thì nó show ra cho Cindy biết được 50%. Và không phải mới đây đâu mọi người, từ khi cái clip đầu tiên mà Cindy biết chị Phương Hằng cách đây 5 6 năm á, thì phải nói là khi mình nhìn vào cái tướng Phương Hằng là Cindy hết hồn liền. Bởi vì người đàn bà này á, nó có bốn cái tướng mà hiếm ai có được. Thứ nhất là quyền tướng, phúc tướng, thọ tướng và đào hoa tướng. Thì cái người phụ nữ này là một cái người phụ nữ mà có đầy đủ. Thì để Cindy nói chuyện của chị Phượng Hằng sau, còn nói chuyện của Hoài Linh, Hoài Linh thì thật ra theo tuổi thì nhỏ hơn Cindy 1 tuổi đó, nhưng mà lịch sự thì Cindy cũng kêu bằng anh. Thì Cindy có một lần năm 2008 Cindy đi về Việt Nam với cái chuyến bay của hãng hàng không EVA đó, và tất cả mọi cái hãng hàng không khác nó cũng đều tập trung ở Taipei. Thì cái chuyến bay của Cindy với chuyến bay Seattle nó tập trung ở Taipei và nó bay về thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cái chuyến đi đó nó Cindy tình cờ gặp được anh Hoài Linh. Thì trong một cái bộ dạng bận bộ đồ sweatman á, mọi người biết cái bộ đồ mà giống như là thể thao mà nó trùng màu mà nó bằng nhung á, tay dài á, có cái nón đằng sau nè. Thì chuyến bay nó bị delay nửa tiếng, hàng tiếng gì đó, thì mọi người đi around để chờ lên máy bay. Thì Cindy cũng đi around và Cindy tình cờ gặp được Hoài Linh. Anh Hoài Linh mà lúc bấy giờ là nghệ sĩ Hữu Lộc chưa có chết. Thì anh Hoài Linh đi với nghệ sĩ Hữu Lộc.
anh em cũng đi 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 dọc theo cái hành lang của cái sân bay Taipei á, thì Cindy nhận ra được Hoài Linh. Lúc đó Hoài Linh chưa có nổi đình nổi đám, đã nổi nhưng mà không có nổi theo cái kiểu gọi là hài quốc quốc dân á. Thì Cindy nhìn Hoài Linh và Cindy giật mình. Cindy nói là cái tướng người đàn ông này đi thì vai rút, người nhỏ xíu, mặt thì chót, tóc lúc bây giờ Hoài Linh để dài tới ngang vai nè. Thì Cindy nhìn Hoài Linh nó có một cái gì đó rất là khắc khổ, rõ ràng là tướng Hoài Linh nhưng có cái ẩn tướng mà giàu đó nha mọi người. Thì cái tướng mà Cindy gặp Hoài Linh ở ngoài là một cái người khắc khổ, và không dù có ngồi trên tiền trên bạc cũng không phải là cái người gọi là giống như là hưởng cái sự đời đó. Tự nhiên nhìn 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 cái tướng của Hoài Linh nó là như vậy, cộng thêm cái thứ hai ấy, Hoài Linh đi mà cái tay rút lại nhẹ, cái vai rút vô trong cổ nè. Cindy nghĩ là một cái tướng rất là yếu tướng, không phải là một cái tướng thọ. Nhưng mà ngược lại thì Hoài Linh có một cái phần trán rất là cao, chứng tỏ là một người rất là thông minh, và nụ cười của Hoài Linh rất là sáng. Thì Cindy nghĩ là Hoài Linh có những cái ẩn tướng mà khiến cho ảnh giàu. Nhưng mà nói thật sự có nhiều người giàu nhưng không sướng, mà có nhiều người không giàu nhưng mà sướng. Nhưng mà dứt khoát cái tướng của Hoài Linh đó là cái tướng không có phải là một cái tướng sung sướng, giống như là mình nhìn vô một người đó đại phú đại quý là mình biết liền. Thì mọi người thấy không, người ta nói là mua danh 3 vạn mà bán danh có 3 đồng. Thì thật sự là anh Hoài Linh cũng cũng xui. Thì trong cái sự việc mà đấu đá giữa bà Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên á, thì anh Hoài Linh là người khôn ngoan, chọn cái phương pháp là im lặng. Nhưng mà thật sự một khi mà đã chọn và đã đụng chạm tới một cái người mà gọi là có cái quyền tướng giống như chị Phương Hằng, một là anh đứng về phía phe tôi, hai là anh đứng về phe khác, chứ còn anh mà ương ương dở dở là tôi sẽ làm cho anh vỡ mặt luôn. Thì cái đợt này thì phải nói là anh Hoài Linh bị một cái cú cũng cú 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 gọi là cú sốc quá lớn, mà có thể nói là sẽ ảnh hưởng về sau. Thì người ta nói là hùm chết để da, người ta chết để tiếng, là coi như bây giờ là anh Hoài Linh cũng tiêu rồi đó mọi người. Nói cái mà mình thấy người ta bình thường người ta quý trọng thì cứ anh bốn, mà bây giờ mình thấy người ta gọi là anh 14, là mọi người biết là người ta cũng ám chỉ là cái việc mà mười mấy tỷ đồng mà anh Linh ém nhẹm đó là chuyện của anh Linh. Thì mình thấy một cái cuộc đời mà làm cống hiến cho nghệ thuật mà mấy chục năm trời mà bị cái điều tiếng như vậy thì cũng uổng đúng không? Nhưng mà anyway thì sao, anh Linh anh cũng giàu quá rồi, mọi người thấy mình nhà cửa rồi tài sản, rồi chưa kể hột xoàn mà đã từng có những cái báo chí nó công bố là anh Linh là cái người chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng chơi hột xoàn nữa. Thì cho dù có mất tâm mất tiếng thì cái của mà Hoài Linh ăn suốt đời cũng không có hết. Mình chỉ tiếc ở đây là một cái người phải nói là ngày xưa nhắc đến cái danh hài Hoài Linh là một cái sự mà gọi là công nhận tài năng, mà còn mến mộ cái vấn đề đạo đức nữa. Là một cái người mà có một cái tâm nghề cũng giúp đỡ cho đàn em nhiều, nhưng mà giờ trong phút chốc là coi như là cái chuyện nó là tiêu rồi. Và qua cái chuyện đây thì xin thì không có đào bới cái chuyện của anh Linh, nhưng mà cũng thấy trong cái nhân tướng học mọi người thấy không, rõ ràng là một cái người mà cái tướng mà không sang cả. Thì có thể là trong một cái thời gian nào đó thì nó phất lên nhưng nó quyết định cái sự sang hèn của cái hậu vận cũng rất là chính xác mọi người. Còn cái chuyện của chị Hằng thì khi mà cách đây 5 năm, 6 năm, khi mà Cindy coi được cái clip mà hai vợ chồng cùng đồng lòng để tài sản này cho trời cậu Út, thì Cindy thấy cái điều đầu tiên đập vô mắt của Cindy là cái làn da của chị Phương Hằng. Phải nói là người phụ nữ mà da trắng, tóc đen, tóc dài như điều cực kỳ sung sướng và giàu có. Cái điều thứ hai nữa là mọi người nhìn cái lưỡng quyền của chị Phương Hằng, nó đặt nó cao nhưng mà nó đầy, nó dài, là chứng tỏ là một cái người là nắm quyền, và người này là đi tới đâu rồi cuối cùng ví dụ như có là tà lọt ở phía dưới là cũng là lần lần mò lên, mà trong nhà thì là cầm cương chồng con, thì là chị có được một cái gò má nó tương đối, gò má mà ví dụ như mọi người nhìn được hướng tai này nè, mà mọi người nhìn tới mọi người thấy cái gò má nó nhô ra ngoài mà nó toàn là da bọc xương, thì người phụ nữ đó là sát phu cao số. Nhưng mà những người phụ nữ mà có gò má cao nhưng mà có thịt đầy đặn mà lưỡng quyền dài là một người có quyền tướng, một người mà phải nói là tuy là người đàn bà nhưng mà lại có quyền hành trong gia đình, và đi tới đâu rồi cũng là cái người top của thiên hạ. Cái điểm tốt nữa của Phương Hằng là mũi của chị Phương Hằng rất là kính, và tai thì thành quả rất là đẹp. Cái đó là một cái quý tướng và một cái phúc tướng, phải nói là một cái người giàu có và tiền bạc lúc nào cũng dư dả.
cộng thêm nữa là miệng nhỏ, răng trắng và tay chân nhỏ, là một cái người rất là sung sướng. Thì cũng có một cái số cộng đồng mạng nói là Phương Hằng đi tẩy da, thì thật sự không có đâu mọi người. Mọi Cindy đã thấy cái reel của Phương Hằng lúc mà Phương Hằng chưa có nổi tiếng như bây giờ. Hồi trước nó thiệt có nhiều người cũng không biết vợ ông Dũng là do là ai đâu. Nếu mà thật sự có nhiều người mà phải đọc báo nhiều á, phải coi cái vụ mà Phương Hằng với chồng mà cho con thừa hưởng tài sản lúc mà mới sanh ra đó, thì mới là Cindy là cái người search rất là nhiều để mà tìm cái thông tin information về chị Phương Hằng. Nhưng mà rồi cộng thêm nữa, đào hoa tướng là thường những người mà mắt long lanh, diện mạo da trắng tóc đen như Phương Hằng thì rất là đa tình. Rồi nói chung là cái điểm tốt của chị Phương Hằng trên cái tướng là xô ra liền, người vừa quý tướng, ấn đường rõ ràng, nhân chung sâu rộng nữa, cho nên là cái chuyện mà người đàn bà này quyền lực giàu có là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chị Phương Hằng có một cái giọng khào, cho nên là về cái đường tình duyên nên nó hơi có cái khắc phù đó, nó hơi có cái khắc phù, nó cũng có hơi cái là người mà giống như là người ta nói phụ nữ mà giọng khàn là khắc phù hài tử, thì nó cũng có một cái điểm nhỏ như vậy. Nhưng mà nếu mà về tổng thể thì phải nói là nhìn chị Phượng Hằng là biết người giàu có sang trọng này, nó toát lên, nhất là cái nước da, nó cái da quá đẹp luôn, cái da trắng hồng. Thì qua đây xin thì cũng nhân hai người này để xin thì nói lên cái mình tướng khẩu luận trong cái cuộc sống của mình. Thì hồi xưa đó xin thì có quen biết một cái gia đình ở đường Lê Văn Sĩ số nhà 402, thì cũng gần nhà của xin thì, và nhà đó nó, nếu mà xin thì không lầm thì lúc bây giờ là bán nệm kim đan. Nhà có một người mẹ lúc bây giờ bà cũng 70 hơn rồi, bà là một cái người mặt tròn, da trắng mịn em bé vậy, mà tay chân phốt pháp, ngực bự nở nang, mông nở. Và khi mà Cindy được giao bia cho cái nhà của bà cụ này đó, thì Cindy rất thích bà cụ, bởi vì có một cái tướng rất là quắc quắc tướng sang trọng. Và Cindy có một người bạn thì biết rõ ràng cái gia đình đó, thì phải nói là bà cụ là một cái người mẹ mà đẻ ra được con quý tử không, con cái người nào cũng giàu có và sang cả. Thì cái phúc tướng của người đàn bà trong gia đình là một cái điều rất là quan trọng mọi người. Tướng mạng người đàn bà nó ngược với tướng mạng người đàn ông. Và nói thiệt nha, chỉ cần nếu mà mình trong cuộc sống mình nhìn một người đàn bà mà gò má cao, tóc lưa thưa, tay chân thô ráp bự, thì người đó là cực vất vả suốt đời. Nhưng mà nếu như mình gặp người đàn bà da trắng, tóc đen, tay chân mịn mượt nhỏ như là búp măng, gót son, có đánh chết xin đi đi nữa đó nha, vậy xin đi dám bảo đảm dù có thời chiến tranh loạn lạc, nhưng mà gót son, những người tay chân mềm đó, kiểu đó là cũng sung sướng, cũng gặp quý nhân giúp đỡ. Bởi vì người ta có cái âm phần sẵn rồi mọi người, người ta có âm phần sẵn rồi, cho nên người ta sinh ra cái tướng, ngoài cái đẹp đẽ người ta có phúc tướng nữa. Nên là xin đi rất là tin vào cái chuyện tướng số sang hèn. À, và con người sinh ra có số phận, cái số phận con người là do cái âm phúc nó đoạt sẵn này. Tại sao có nhiều người mình nhìn vô là mình thấy cái chữ nghèo, có những người mình nhìn vô là mình thấy người đó có sự sang trọng, mà cái điều đó mình không thể nào chọn được. Trở lại cái căn nhà 402 Lê Văn Sĩ đó, thì sau khi bà mất nói là con cái ly tán hết, và coi như cái nhà đó là để lại cho một người con út, và nó không có còn cái không khí mà nhộn nhịp hạnh phúc, con cái tụ về như ngày bà còn sống nữa. Và mỗi lần mình xin đi, đi đi ngang cái căn nhà đó, và cái căn nhà đó đóng cửa trong trũng, mà xin thì tự nhiên lúc nào cũng nhớ tới bà cụ á, một cái hình tượng người mẹ rất là đẹp, rất là phúc hậu và rất là có một cái tướng sang trọng. Và cái tướng sang trọng của người phụ nữ đó là một cái tướng vượng phu ích tử, mà không phải dễ gì có nhiều người có được. Thì nhân đây thì qua cái phúc tướng của anh Hoài Linh và chị Hằng, thì xin thì cũng nói với mọi người là chúng ta nên tin vào con người có số phận. Bởi vì mọi người nhìn thấy nè, khi chúng ta ra đời đó, chúng ta không không có quyền quyết định chọn cha mẹ, đúng không? Tại sao có nhiều người thì rớt vào con của tổng thống, con của giám đốc,
con của những nhà thầu buôn lớn, đẻ ra là trong vàng son nhung gấm, trong sự sung sướng có sẵn. Mà cũng có những người đầu thai trong những cái gia đình nghèo khó, cơm đủ ăn, quần áo không đủ mặc, và thậm chí là sanh ra trong những gia đình là cha mẹ là những thành phần bất hảo trong xã hội. Thì đó là cái âm phần mà chúng ta phải 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 nhận lấy từ cái kiếp trước. Thì người ta nói là cái chuyện mà phúc đức á, chuyện thay đổi vận số nó cũng có thể thay đổi được. Ví dụ như là chúng ta sẽ chấp nhận được cái phần số của chúng ta, và chúng ta sống theo cái chuyện mà hướng theo một cái chiều hướng tâm thiện. Có nghĩa là khi mà chúng ta sanh sanh trong một gia đình, dù nó có gì đi nữa, nhưng mà người ta nói là cái bản chất con người làm thay đổi số phận. Thì còn câu nói này, hồi xưa Cindy có một người anh nói là khi em nói được cái câu mà tính cách con người thay đổi được số phận, em giải thích cho anh nghe em hiểu thế nào về câu nói đó. Thì Cindy có nói là tính cách làm nên số phận, là ví dụ như vậy: một người nào đó băng đảng trộm cướp, người ta rủ mình đi ăn cướp, cái tính cách của mình là người đàng hoàng, mình từ chối, mình nói mình không có đi, thì cái người đó họ đi ăn cướp, ăn trộm và họ bị bắt, họ bỏ vào tù. Còn nếu như cái tính cách mình là cái người xấu, mình không có biết giữ mình đi theo cái người đó, rồi mình ở tù, tội mình tự mình đổ thừa, mình nói là số phận tôi ở tù. Không phải, bởi vì chúng ta định đoạt. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta có những cái phần số không được tốt lành, thì xin thì cũng khuyên với mọi người là chúng ta nên chấp nhận, và chúng ta hãy sống một cách lương thiện. Lương thiện ở đây là cái gì? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lái xe ngoài đường đi, tới một cái ngã tư, tự nhiên chúng ta thấy một cái nhánh xe nó phải đứng chờ chúng ta đi thẳng, thì thay vì chúng ta sân si, chúng ta không nhường đường, chúng ta bát qua cho lẹ, thì chúng ta dừng lại, chúng ta cho một hai người đi qua. Đó là một cái cách sống chậm lại. Và khi người ta say bye, người ta làm một cái lời cảm ơn, đó là tự nhiên một cái ngữ cử mà chúng ta thấy là chúng ta cũng tạo được một cái phúc. Hoặc là bây giờ đâu cần thiết là chúng ta phải giàu có đâu, chúng ta có 1 đồng chúng ta cho 50 sen, rồi chúng ta có 1 chén cơm thì chúng ta xớt bớt 1 miếng cho cái người không có chén cơm, thì tự động cái phần số của chúng ta nó sẽ tạo cái nghiệp của cái kiếp trước chúng ta nó giảm xuống. Và thay vì là chúng ta phải gặp nhiều cái điều khổ lụy, chúng ta phải gặp nhiều nhiều cái chuyện mà chúng ta thấy là nó tại sao cuộc đời của ta nó khốn khó này, nó giảm bớt đi rất là nhiều. Và thêm một cái nữa là mọi người nhớ là cái chỉ tay của chúng ta đó, thì 6 tháng nó sẽ thay đổi 1 lần. Và nếu như việc chúng ta có những cái tâm lành tâm thiện đó, thì cái chỉ tay của chúng ta nó sẽ có những cái chiều hướng, những cái hướng đi lên tốt, và nó giảm thiểu được nhiều cái sóng gió trong cuộc đời của chúng ta. Giống như có nhiều người nói là tâm sinh tướng. Tâm sinh tướng là ở chỗ tâm chúng ta nghĩ điều lành, điều tốt thì nó lộ ra ngoài cái tướng. Còn giống như có những người mà giống như họ sanh ra họ có những cái phúc phần có sẵn rồi, nhưng mà họ xài hết phước, họ xài hết phước, thì một lúc nào đó thì có thể người đó chưa có trả trong cái kiếp này đâu, nhưng mà tự nhiên người đó sẽ bị lo, cảm thấy lo lì, người đó cảm thấy sẽ sống một cách gọi là vô ích, không có lợi cho xã hội, rồi người đó cảm thấy sẽ phải thu mình trong cuộc sống của mình. Đó là cũng là những cái điều mà không có đem lại cái hạnh phúc cho chính cái bản thân mình hiện tại. Cái điều đó chưa nói cho cái chuyện giàu nghèo, mà chúng ta không có được an nhiên tự tại trong cuộc sống. Thì qua đây thì có nhiều cái mà chúng ta là tiếc thay tay đã nhúng chàm hả. Thì có những cái giống như bây giờ cũng giống như anh Linh đó, bây giờ phải nói là cho dù anh Linh anh có nhả ra cái số tiền đó không tốn xu nào, không mất một xu nào, và thậm chí những cái tiền lời tiền này tiền nọ ở trong cái ngân hàng đó, thì anh Linh có bù đắp thì cái tiếng nó cũng ra rồi. Bởi vì một khi mà bà Phương Hằng bà lên tiếng mà phải khi mà nó không có cái bằng chứng xác thực đó, thì mình còn ấy này nói kia, chứ bây giờ người ta đã có bằng chứng xác thực và cũng rất là hên đó mọi người. Rất là hên là trong cái tài khoản đó là anh Linh chỉ rút ra sử dụng trong vòng 700 triệu thôi đó. Chứ nếu mà anh Linh mà rút 1 tỷ mấy mà giống như ra vô chi xài ở trong cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân mà đóng để mà giúp
cho cộng đồng người miền Trung mà nó bể ra, chắc bây giờ là anh Linh chỉ có nước là ở trong cái nhà thờ ở quận 9, chứ còn cũng không có lời gì để mà giải thích, mà cũng không dám đi ra ngoài nữa. Thì hy vọng là cái đề tài mà nói về cái tướng số của chị Nguyễn Phương Hằng, vợ của anh Dũng Lò Vôi và anh Hoài Linh mà Cindy đã có những cái thời gian trước có một chút phím luận và những và tìm hiểu đó, sẽ đem tới một chút gì đó vui vẻ cho cả nhà chúng ta, để biết thêm là cái tướng mệnh khảo luận của con người, số phận của con người nó như thế nào khi mà nó vận vào cái tướng số của chúng ta. Xin cảm ơn và chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc. I love you, bye bye.